thì ra mới biết được. Vì nó đi cái show này mà nó rõ diễn kịch, khó diễn kịch luôn. Thì gì đó. À, muốn là dở sao có mặt con không muốn thì bị cắt dây. Muốn á, em rất là muốn luôn á. Muốn á, em rất là muốn luôn á. Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Vậy tao mới bỏ nè, tao sẽ vô quá sợ á. Hôm nay mình đang ở đâu ạ? Hôm nay mình đang ở đâu ạ? Hôm nay mình đang ở rừng tràm Trà Sư. Để quay cái gì ạ? Để quay chương trình. Mình nhớ tên chương trình không anh? Chiến ẩm thực. Trời ơi, chơi tôi hả? Biết tên á. Đừng hỏi những cái mà còn biết tên luôn. Cả anh Đào Vĩnh Hưng và anh Vũ Hà. Biết chữ với anh trời. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Mình quay được bao nhiêu tập rồi em? Nãy giờ mình quay được 100 tập behind the scene. Trời ơi, mình phát với cái này thôi cũng được. Không, tại chiến ẩm thực á là mình quay được bao nhiêu tập rồi? À, phần 2 là mình được 2 tập rồi. Còn... là được dữ chưa? Từ trước tới giờ á, từ đó tới giờ á. Cái phần 1 là nhiều tập lắm mà. Phần 1 bao nhiêu tập rồi? Không biết nữa. Không có nhớ. Nhiều lắm rồi đúng không? Phần 1 Phần 1 12 tập ạ. 12 tập. Mà mới lên có 1 tập à. Phần 2 là phần 1. Phần 1 chiếu rồi chứ. Phần 1 rồi. Phần 2 là phần 1 đầu tiên là của Buka với lại Duy Khánh đó. Rồi. Cái gì vậy? Em đang thấy giới thiệu ở bên thiêu à. Ủa lộn. Anh ơi, giờ mà ly là mình chưa có kiến thức đâu. Để em đọc lên. Giờ đọc đây đó. Giờ mà ly. Tập 2 của mình là 3 đó. Tập 2 là ai vậy? Khúc mình là ai? Hả? Tập 2 khách mình là ai vậy? Khúc Đạt Chi. Ủa? Em có quay chung không? Không. Hoàng Hà có em, có chị của em. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Chị em ai? Chị lâu lộ. Đó nè, rồi xin nè. Cái đáp ăn cái nữa. Không, bây giờ này lột ra chỗ đi không? Em mà khóc đây, khóc quá trình khóc là đó là vàng thì thôi. Nhưng mà em cười như này là vàng. Em chỗ không xong chết cá. Ra nó cũng quá chốt. Nó quá màu nhuộm màu quá, ra ten chết cá. Trời ơi, mấy lần đi quay về em nhớ ghẻ ba ngày. Sao mà không có chứa tởn. Thì ra mà người mà người mình có ba cái đầu thì mình phải thông minh hơn hả em? Ba đầu. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Cái này là kiểu hai con bút mua đồ. Cái buồn chó nằm đây nè. Anh ghê vậy trời, mua đồ coi. Thì ra mới biết được. Vì nó đi cái sau này mà nó rõ diễn kịch. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện. Đây khả ái và ngây ngất lòng người. Musa Gojiro. Đó. Ra là như vậy. Đó. Bỏ diễn kịch luôn. Thì gì đó. À, muốn là dở sao có mặt con không muốn thì bị cắt dây. Muốn á, em rất là muốn luôn á. Muốn á, em rất là muốn luôn á. Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Vậy tao mới bỏ nè, tao sẽ vô quá sợ á. Trời, chân thành gì động gì đó. Đó là chân thành. Chân thành. Chà lơ. Thôi mẹ em làm gì em hại người lắm. Sao vậy? Hại mấy anh làm âm thanh á. Nó không có siêu đâu. Nó làm âm thanh có người. Đã vô quay chương trình là cứ vậy nha. Em ơi em ở lại. Tao không gắn cái cục đó xuống đây cho nó đỡ kêu trời. Cục này. Ừ. Cái xuống của đầu. Xuống kêu là âm thanh của sự dòng đau. Xuống rồi âm thanh này chữa lành bệnh tật nè. Chỉ có hai một cái nhiêu vàng ở nhà lắc hoài luôn. Em ơi em ở lại. Chú lên nha, mình ăn của thiệt của. Người ta chứ là bệnh tật, còn em là bắt đầu bệnh tật đó. Trong người á, bị co giật. Em đi chơi thuyền trong rừng Tràm Trà Sư. Chim kêu hót mừng chào đón anh em mình. Đi xuống đây nè chú. Đi xuống đây nè bé. Bé cái gì đó. Trời cái gì đó bây giờ phải. Trời ơi. Ngoại mà lỗi anh ngoại luôn nè. Tóc hành ngoại thiệt. Trời đất quý vị, người ta nói á, là cho bỏ hút nhau. Người khôn hưởng lợi, đấy. Vô nè, chưa nhịp chưa? Bột nem vô. Miếng bột ngọt. Bột ngọt hết rồi. Vô đi mấy chị ơi.
càng một tô, 30 càng một tô. Chị không có mắm các bạn muốn cá luôn chị ơi. Đây mình nè, muốn mắm thôi, muốn cá luôn. Quẹo trái dừng xe lại. Dừng xe. Mày lại. Anh ơi dừng xe. Gì vậy? Xe anh ơi dừng xe lại.